Đã bao giờ bạn cảm thấy chán nản và tuyệt vọng khi phải liên tục chứng kiến những chuyện tiêu cực xung quanh mình? Có phải khi đó bạn chỉ muốn thu mình lại một góc, không dám mở cửa trái tim để trao đi cũng như đón nhận tình cảm của người khác vì sợ mình sẽ bị tổn thương? Nhưng cũng đã bao giờ bạn thầm mỉm cười khi trông thấy một cử chỉ tử tế nhỏ bé, chẳng hạn như một cô gái dẫn cụ già qua đường, hay ai đó trao cho bạn một lời động viên chân thành khi bạn cần nhất, cũng như một ánh nến nhỏ có thể thắp sáng cả đêm đen. Phố Radio tin rằng một hành động tử tế đủ sức đẩy lùi bóng tối tiêu cực bao quanh cuộc sống của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta thật sự cần là chung tay làm điều tử tế vì một thế giới tốt đẹp hơn. Cuộc đời giống như hành trình trên một chuyến tàu. Khi mới chào đời, ta bước lên tàu và gặp mẹ cha, và chúng ta tin rằng mẹ cha sẽ luôn đi bên cạnh. Nhưng rồi ở một nhà ga nào đó, mẹ cha bước xuống và để ta đi một mình. Thời gian trôi qua, những người khác sẽ bước lên tàu đi cùng ta: anh chị em ta, bạn bè ta và cả một nửa của ta. Nhiều người sẽ xuống tàu và để lại chỗ trống vĩnh viễn, để mỗi lần nghĩ tới, lòng ta man mác. Chuyến tàu cuộc đời đầy hỉ nộ ái ố, chào đón, chia tay và vĩnh biệt. Ta không biết mình sẽ bước xuống nhà ga nào. Vậy nên ta phải sống tốt nhất, trọn vẹn nhất, yêu thương, tha thứ, dâng tặng điều tốt nhất trong ta. Bởi khi đến lúc ta phải bước xuống tàu và để lại chỗ trống vĩnh viễn kia, ta nên để lại những kỷ niệm đẹp nhất cho những người sẽ tiếp tục chuyến tàu cuộc đời. Cuộc sống là một hành trình dài với vô số biến cố và thử thách đòi hỏi chúng ta phải vượt qua. Nhưng cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi phán xét, mà những biến cố thử thách kia sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn bằng những bài học sâu sắc đằng sau nó. Vậy chúng ta học được gì từ cuộc sống? Có lẽ là rất nhiều, nhưng có những bài học mà chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua. Ví dụ như bài học về lòng biết ơn. Mỗi ngày bạn nói và nghe bao nhiêu lần câu nói cảm ơn? Khi nói lời cảm ơn, bạn có nói ra bằng cả con tim mình? Chắc chắn bạn đã nhiều lần tận hưởng niềm vui nhìn thấy ánh mắt tươi vui của ai đó khi bạn tặng cho họ một món quà, hay giúp đỡ họ một việc, hay khi gặp khó khăn bạn chìa tay ra có người giúp đỡ. Biết ơn không chỉ là nói lời cảm ơn đối với một ai khác, mà còn là thừa nhận sự giúp đỡ, quan tâm của họ đối với mình, để từ đó đưa trái tim mỗi con người đến gần nhau hơn. Lòng biết ơn đúng nghĩa sẽ là sức mạnh để biến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Bài học về sự quan tâm. Trong cuộc sống, ai cũng cần sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia. Quan tâm tới một người không đơn giản chỉ là việc xem người ấy sống thế nào, cuộc sống có đầy đủ hay không. Điều quan trọng nhất chính là sự yêu thương xuất phát từ trái tim, là biết cách khơi dậy lòng tin cho người khác. Nên nhớ rằng đôi khi những lời nói vô cùng bình dị, giản đơn là dễ xóa nhòa đi những vết thương trong trái tim con người. Quan tâm tới người khác chính là cách làm cho tâm hồn bạn giàu có thêm. Ai cũng cần được quan tâm và sẻ chia. Vì vậy, đừng bao giờ từ chối quan tâm nếu như người khác cần đến bạn hoặc bạn cần đến người khác. Bài học về sự giúp đỡ. Trong cuộc sống, chúng ta không sống một mình, và không phải việc gì cũng có thể tự mình vượt qua, mà chúng ta cần sự giúp đỡ của mọi người, cũng như vậy, mọi người cần sự giúp đỡ của ta. Ví dụ như, nếu một ai đó gặp khó khăn khi đang khởi động xe, một người lớn tuổi đang chật vật mang vác đồ đạc, hay một thai phụ đang tìm kiếm chỗ ngồi trên xe buýt, khi gặp những trường hợp như thế, bạn có thể chìa tay ra và làm những gì bạn nên làm, phải không?
bài học về tính tự giác. Tinh thần tự giác là khả năng vượt qua rào cản cảm xúc để bắt tay hành động ngay dựa trên suy nghĩ của mình. Tưởng tượng có một ngày bạn đang đi trên đường, thấy một viên đá to giữa đường. Thay vì bạn nhấc nó sang lề đường thì bạn lại để mặc nó ở đấy. Một cụ già mắt kém đi sau không may vấp phải viên đá ngã xuống đường. Ôi, lúc này bạn mới ý thức được rằng nếu mình tự giác bê vứt viên đá đi thì mọi chuyện đã khác đi rồi. Tinh thần tự giác như một liều thuốc hữu ích giúp bạn vượt qua những căn bệnh như chần chừ, ngại khó, lười biếng để bạn làm nhiều việc tốt đẹp hơn trong cuộc sống của mình. Bài học về sự hy sinh. Hy sinh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mọi ước mơ đều phải được trả bằng một cái giá nào đó. Khi ước mơ thành hiện thực cũng đồng nghĩa với việc bạn phải từ bỏ một số điều nhất định. Bạn có quyền chọn lựa sự hy sinh của mình. Vì thế, bạn hãy lựa chọn sao để sự hy sinh của bạn đem lại nhiều điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống. Và còn vô vàn bài học khác. Nhưng điều quan trọng không phải ta học được bao nhiêu bài học và những bài học gì, mà điều quan trọng là chúng ta thực hiện những bài học đó như thế nào trong cuộc sống. Hãy biến những bài học đó thành hành động cụ thể để cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp và diệu kỳ hơn. Bài đọc lần này, Phố Radio xin tuyển tập rất nhiều câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa về cuộc sống. Đó là những câu chuyện rất đổi đời thường về những con người gần gũi và bình dị, nhưng ẩn sâu trong từng câu chuyện là những thông điệp sâu sắc về tình yêu thương và sự tử tế trong cuộc sống. Cuộc sống luôn có hai mặt tốt xấu cùng tồn tại. Quan trọng là chúng ta chọn tập trung năng lượng của mình vào mặt nào. Tại sao chúng ta cứ chăm chăm vào những điều tiêu cực để rồi bi quan và tuyệt vọng? Sao trong những lúc ấy chúng ta không nhìn vào những điều tốt đẹp vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc đời này để nhận ra mình vẫn còn lý do để tiếp tục yêu thương, và do đó ta vẫn còn lý do để tiếp tục hy vọng? Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội để đau khổ, để rồi từ đau khổ ấy ta mới biết đồng cảm với đau khổ của người khác và yêu thương cuộc đời, yêu thương con người nhiều hơn. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để lắng nghe bài đọc này. Phố Radio hy vọng những câu chuyện nhỏ sau đây sẽ góp phần giúp chúng ta có một cái nhìn lạc quan và tươi vui hơn trong cuộc sống. Mong rằng sau khi nghe xong, bạn sẽ sẵn lòng gạt đi nỗi hoài nghi và mở cửa trái tim mình ra để trao đi cũng như đón nhận tình yêu thương. Vì suy cho cùng, chúng ta sống để làm gì nếu không phải để yêu thương nhau? James Oppenheim đã nói như vậy: kẻ khờ dại tìm kiếm hạnh phúc tận nơi xa xôi, người khôn ngoan gieo trồng hạnh phúc ngay dưới chân mình. Hoặc chắc là bạn cũng hẳn đã nghe một câu thành ngữ khuyết danh như thế này: hãy lắng nghe từng nhịp thở của cuộc sống xung quanh mình để tận hưởng những điều ngọt ngào nhất mà cuộc sống ban tặng. Sau đây, Phố Radio xin gửi đến bạn câu chuyện về bí mật của cuộc sống. Cuối cùng, tôi cũng được về nhà sau 2 tháng nằm viện. Một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cánh tay phải của tôi. Tôi vô cùng tuyệt vọng và bi quan khi nghĩ đến chuyện mình phải thay đổi cuộc sống ở độ tuổi 60 này. Sức khỏe của tôi cũng sa sút đi nhiều. Tôi sợ hãi khi thấy giờ đây mình phải sống dựa vào người khác. Chiếc vòm cổng oai vệ trước ngôi nhà thân yêu chào đón tôi trở về, và những cảnh vật thân quen từ từ hiện ra trước mắt. Các con của tôi và đám cháu nhỏ ùa ra chào đón tôi về nhà. Lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, hạnh phúc khó tả. Nhà là nơi tôi có biết bao kỷ niệm bên cạnh những người thân yêu. Tôi bước ra vườn,
cỏ cây quanh nhà bắt đầu xanh tốt và nở hoa sau những ngày nắng như thiêu như đốt. Những bông hoa dài trắng muốt, bé xíu, lấm tấm điểm xuyết trên thảm cỏ xanh rờn. Lâu lắm rồi tôi mới được hít thở lại mùi hương đồng gió nội và thảnh thơi ngắm nhìn những đóa bồ công anh trước gió. Bỗng những đám mây đen che ngang bầu trời rồi vội vàng trút xuống cơn mưa rào tháng 7. Các con tôi vội chạy ra dìu tôi vào bếp. Món thịt nướng tỏa ra mùi thơm phức trong không gian mát mẻ nhờ cơn mưa bất chợt. Rolly, con gái út của tôi, cầm bàn tay tôi đặt lên bụng của con và thì thầm: "Cha ơi, chúng con cần cha, và đứa cháu này cũng cần ông ngoại chúc phúc trong ngày chào đời." Không để tôi ngồi một mình một giây nào, mấy đứa cháu vây lấy tôi, dành nhau ngồi vào lòng ông rồi ríu rít kể chuyện. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm dắt chú chó cưng Misa đi dạo quanh nông trại. Lũ vịt mê mải chăm chút cho đống trứng quanh những ổ rơm xinh xắn. Lũ gà mái thì tranh thủ nắng sớm ra sân rủ lông cánh, rồi lại vào ấp ổ trứng sắp đến ngày nở. Tôi thầm nghĩ: "Chà, chẳng bao lâu nữa chúng mày sẽ vất vả với đàn con nhỏ đấy." Chú lười nhỏ Pia đã thay bộ lông lem luốc ngày nào bằng bộ áo trắng tinh trông thật bảnh. Có lẽ nó cũng biết tôi không còn khỏe như trước, nên chỉ dụi nhẹ đầu vào người tôi, chứ không bướng bỉnh kêu ầm lên như mọi khi. Chợt tôi nghe có tiếng kêu yếu ớt từ bụi cỏ phía sau hàng rào. Misa đứng lại, sụt mũi xuống đất tìm kiếm rồi sủa vang. Tôi thận trọng nhìn quanh và phát hiện một đôi mắt to đen lấy đang nhìn tôi sợ hãi. Hóa ra đó là chú nai con bị vướng chân vào bờ rào. Tôi ra hiệu cho Misa đứng yên rồi bước đến gần chú nai con. Từ sau đám cây dương cạnh bìa rừng, nai mẹ không ngừng quan sát chúng tôi. Nai con rên khe khẽ, ngực phập phồng sợ hãi khi bàn tay tôi chạm vào người nó. Tôi nhẹ nhàng áp người xuống đất và dùng cánh tay duy nhất của mình để thận trọng gỡ cái chân bị mắc kẹt của nai con ra, cố gắng không làm nó bị thương. Sau một hồi loay hoay thì tôi cũng giải thoát được chú nai con. Thoát một cái, chiếc bóng nhỏ ấy vụt chạy vào rừng đến chỗ nai mẹ. Tôi nằm dài trên bãi cỏ, lòng nôn nao một cảm giác khó tả. Còn Misa đang liếm tay tôi như chia vui. Tôi bật cười và ôm chú chó cưng vào lòng. "Mày thấy chưa, tao vừa cứu một sinh mạng đấy." Chỉ trong phút chốc, cảm giác buồn chán trong tôi tan biến. Tôi cảm nhận được thay đổi lớn trong tâm hồn mình. Tôi đã được thưởng thức vị ngọt của làn gió đưa hương cỏ non thoảng trên mặt hồ, đã nghe được nốt trầm bổng trong bài ca của những chú chim sơn ca rộn rã đón chào ngày mới. Tôi đã biết mở rộng lòng mình để lắng nghe từng nhịp sống của thiên nhiên, tận hưởng những điều đẹp đẽ và bình dị nhất mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Và quan trọng hơn hết, tôi thấy mình vẫn đang sống có ích. Có rất nhiều cơ hội trong đời, không có lựa chọn đúng hoặc sai, bởi lựa chọn của bạn sẽ đưa bạn đến những cơ hội khác nhau. Con đường bạn đang đi là tổng hòa của các lựa chọn. Lựa chọn đi theo con đường nào không quan trọng, vì bạn chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra phía trước. Hãy can đảm bước đi trên con đường bạn đã chọn và đừng nhìn lại. Khi bạn cảm thấy muốn đi lui hoặc đang mường tượng mọi chuyện sẽ ra sao nếu bạn chọn con đường khác, hãy nghĩ về lý do bạn quyết định chọn con đường này ngay từ đầu. Hãy nhớ, chọn được con đường cho riêng mình là bạn đã may mắn hơn bao nhiêu người rồi. Thế nên đừng hối tiếc những gì mà mình đã quyết. Ngẩng cao đầu đón nhận thử thách và cơ hội. Những con đường khác có thể mang đến cho bạn những kinh nghiệm khác. Nhưng cuối mỗi ngày, bạn vẫn sẽ có một cuộc sống tươi đẹp và là duy nhất đối với bạn. Như Nikolai Ostrovsky trong Thép đã tôi thấy đấy nói rằng: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta,
ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Câu chuyện số 2. Một chàng trai quyết định hiện thực hóa giấc mơ của mình, nhưng anh ta không đủ mạnh mẽ để thực hiện điều đó. Anh ta đến bên mẹ. "Mẹ ơi, giúp con với." "Con trai, mẹ sẵn sàng giúp con, nhưng mẹ không có điều đó. Mọi thứ mẹ có, mẹ đã trao cho con rồi." Chàng trai đến gặp một nhà thông thái. "Thưa ngài, hãy chỉ tôi ở đâu tôi có thể tìm ra sức mạnh." "Người ta bảo trên ngọn Everest ấy. Ta đã tới và không tìm thấy gì ngoài những cơn gió tuyết lạnh. Và khi ta trở về, thời gian đã mất thì không lấy lại được." Chàng trai đi hỏi một ẩn sĩ. "Thưa ngài, ngài hãy chỉ cho tôi nơi đâu tôi có thể tìm ra sức mạnh để biến giấc mơ của mình thành hiện thực." "Ở trong lời nguyện cầu của con trai à. Và nếu giấc mơ của con không có thật, thì tự khắc con sẽ hiểu ra và tìm thấy sự bình yên trong lời nguyện cầu." Chàng trai đi hỏi rất nhiều người nữa, nhưng kết quả của hành trình đi tìm sức mạnh vẫn chỉ là sự hoang mang. "Tại sao cháu có vẻ lo lắng vậy?" Một ông lão đi ngang qua hỏi chàng trai. "Dạ, cháu có một giấc mơ ông ạ, à, nhưng cháu không biết lấy đâu ra sức mạnh để thực hiện giấc mơ ấy. Cháu đã hỏi khắp nơi, từ đỉnh Everest cho tới địa ngục, nhưng không ai có thể giúp cháu." "Không ai hả?" Ông lão nháy mắt. "Vậy cháu đã hỏi bản thân mình chưa?" Steve Jobs đã từng nói rằng: "Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc bẫy bởi giáo điều, đó là sống theo suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến ồn ào của người khác lấn át tiếng nói nội tâm của bạn. Và quan trọng nhất, có can đảm để nghe theo trái tim và trực giác của bạn. Bằng cách nào đó, trái tim và trực giác biết bạn thực sự muốn gì. Những thứ khác chỉ là thứ yếu." Cho dù bạn là ai, hãy là một người tử tế. Abraham Lincoln. Câu chuyện số 3. Một số người theo đuổi hạnh phúc, trong khi số khác tự tay tạo dựng hạnh phúc của chính mình. Tôi vừa tốt nghiệp cao đẳng và đang trong quá trình tìm việc. Mặc dù đã gửi hồ sơ xin việc đến rất nhiều nơi, nhưng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi như mong muốn. Công ty nào cũng đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm, nhưng sinh viên mới ra trường như tôi thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Vì vậy, khi một cửa hàng dịch vụ gọi đến mời tôi nhận việc, tôi lập tức nhận lời. Trên đường đi làm mỗi sáng, tôi thường đi ngang qua vườn hoa của thành phố để ngắm nhìn những bông hoa còn ướt sương đêm. Một sáng nọ, tôi nảy ra ý định mua một bó hoa để tặng người đầu tiên mà tôi gặp khi bước vào cửa hàng mình làm việc. Tôi ghé vào một tiệm hoa rồi tự tay chọn hoa và giấy gói. Tôi cầm bó hoa xinh xắn được gói khéo léo và rời tiệm với cảm giác hồi hộp thú vị. Tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho họ. Rồi tôi hình dung nét mặt rạng rỡ của người đó khi nhận được bó hoa xinh tươi này cùng lời chúc ngày mới tốt lành. Chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng tôi đã tràn ngập niềm vui rồi, và dường như buổi sáng hôm ấy cũng đẹp hơn mọi ngày. Vừa bước vào chỗ làm, tôi gặp cô Kate, nhân viên lớn tuổi nhất công ty, đang đứng sắp xếp những món hàng treo trên quầy cho ngay ngắn. Cô có mái tóc bạch kim và gương mặt rất phúc hậu, và cô đã gắn bó với cửa hàng được 10 năm. Tôi trao cho cô bó hoa và mỉm cười nói: "Cháu tặng cô
và chúc cô có một ngày vui vẻ. Ôi, cảm ơn cháu nhiều lắm, cô đáp lại với gương mặt rạng ngời niềm vui. Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng cô. Chú ấy đã qua đời cách đây 2 năm. Hồi còn sống, chú có thói quen mua hoa để tặng cô mừng kỷ niệm ngày cưới. Quả là một sự tình cờ thú vị. Tôi tự nhủ thầm và nhận ra ý nghĩa của việc mình vừa làm. Đôi khi, một hành động tử tế nhỏ bé có thể mang đến cho trái tim người khác niềm vui kỳ diệu đến mức chính bản thân ta cũng không ngờ tới. Câu chuyện số 4. Hai ngày trước khi tôi bước qua tuổi 30, tôi thấy lo lắng khi bước qua một chặng đường 10 năm mới mẻ của cuộc đời, và sợ rằng những năm tuyệt đẹp nhất đã ở sau lưng. Thói quen hàng ngày của tôi là tới phòng tập thể dục trước khi đi làm. Sáng nào tôi cũng thấy một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi dáng chuẩn ở phòng tập. Một sáng nọ khi tôi chào ông nhận thấy tôi thiếu hẳn sức sống và hỏi ngay có gì bất ổn với tôi. Tôi bảo là tôi cảm thấy lo lắng khi bước sang tuổi 30. Tôi băn khoăn không biết mình sẽ cảm thấy ra sao khi nhìn lại quãng đời đã qua lúc tôi bằng ông bây giờ, nên tôi hỏi ông: giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời là khi nào? Không chút ngần ngại, ông đáp: đây là câu trả lời hơi chút triết lý của tôi đối với câu hỏi cũng mang tính chất triết lý của cậu. Khi còn nhỏ, tôi sống ở Úc. Lúc đó tôi được ba mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng. Đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi bắt đầu đi học và học được nhiều điều tôi biết hôm nay, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên và nhận trách nhiệm, được trả lương vì sức lực của mình, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi gặp bà xã và yêu bà ấy, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi chúng tôi đến Canada và bắt đầu cuộc sống gia đình, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi trở thành một ông bố trẻ, nhìn các con khôn lớn mỗi ngày, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Và bây giờ tôi 79 tuổi, tôi có sức khỏe, tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc vẹn nguyên với người vợ như lần đầu gặp gỡ. Đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn là một lời khuyên ai cũng biết. Nhưng thật sự, ai đủ sức làm điều đó chứ? Sẽ ra sao nếu trời mưa hay khi bạn buồn buồn? Lời khuyên này sẽ không thực tế. Tốt hơn hết là hãy sống tốt và can đảm và mạnh mẽ và tạo ra sự khác biệt. Thấy áo lễ của vị mục sư ngay bên cánh cung thánh. Ngồi trong phòng đó, ông chỉ để cửa hé mở vừa đủ để nghe được tiếng thuyết giảng của vị mục sư. Trên đường đi nhà thờ về, một sĩ quan cận vệ hỏi Abraham Lincoln đánh giá như thế nào về bài giảng. Tổng thống suy nghĩ cẩn thận rồi đáp: nội dung bài giảng thì tuyệt vời, phong cách trình bày rất nghệ thuật. Rõ ràng là vị mục sư có đầu tư công sức rất nhiều khi chọn bài giảng. Nghĩa là tổng thống cho rằng đấy là một bài giảng tuyệt vời? Viên sĩ quan hỏi lại. Không, Lincoln đáp.
Nhưng ngài vừa nói là nội dung bài giảng thì tuyệt vời, bài giảng được trình bày rất tốt, và điều đó cho thấy mục sư có đầu tư công sức rất nhiều khi chọn bài giảng cơ mà. Viên sĩ quan đánh liều thắc mắc. Đúng thế, Lincoln đáp. Nhưng tiến sĩ Gurley đã quên mất một yếu tố không thể thiếu. Ông đã quên nhắc nhở chúng ta hãy cố gắng làm điều gì đó thật sự có ý nghĩa. Sống một đời sống trung bình, đạt được những kết quả trung bình, điều ấy chẳng có gì là sai trái cả. Thế giới tốt đẹp này chủ yếu được xây dựng trên những nỗ lực được tích lũy từ ngày này qua tháng nọ của những con người bình thường. Phố lớn với đầy đủ tiện nghi chắc chắn sẽ ngỡ ngàng khi đặt chân đến Lima. Suốt hơn một năm, chúng tôi phải nấu nước mưa để uống. Mỗi sáng sớm trên đường đi dậy, vợ chồng tôi dò dẫm từng bước để tránh lũ chuột thản nhiên bò qua đường. Đó là còn chưa kể đến những trận động đất có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nếu là động đất nhẹ thì chúng tôi chỉ bị ngã khỏi giường khi đang ngủ. Còn nếu là cơn địa chấn mạnh hơn, chúng tôi phải tìm cách thoát khỏi đống đổ nát của căn nhà vừa bị sập. May mắn là trong những lần ấy, vợ chồng tôi đều an toàn. Thế nhưng, cũng nhờ sống ở Peru mà chúng tôi có dịp dạo bộ cùng nhau trên những con đường mòn cổ xưa của người Inca. Khi mệt mỏi, chúng tôi tìm đến dòng suối nước nóng tự nhiên để thư giãn. Vợ chồng tôi cùng các em học sinh nơi đây đã có những chuyến leo núi thú vị mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là những cảm giác mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ có được.
Lần đầu tiên đặt chân đến Peru, chúng tôi thật sự bị cuộc sống ở vùng đất châu Mỹ Latin này chinh phục. Ở đây, chúng tôi không phải đối diện với xe cộ, khói bụi hay sự ồn ả của đô thị. Ở Lima, chúng tôi sống gần gũi với thiên nhiên.
nhã, không thể nào gặp ai với cái bản án in rành rành trên mặt. Không chịu nổi nỗi nhục đó, người anh bỏ sang một vùng khác sinh sống, không bao giờ anh muốn trở lại, hòng chôn chặt quá khứ. Dù vậy, nỗi nhục vẫn luôn ám ảnh và anh chẳng bao giờ quên được mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ ST kỳ lạ trên trán. Người em sau cú sốc đó, mặc dù cũng rất tuyệt vọng, nhưng cậu chọn tiếp tục ở lại làng của mình. Cậu tự nhủ, dù sao thì mình đi đâu với cái chữ trên trán này cũng vậy thôi. Dù không ai biết thì mình vẫn không thể nào quên được, chỉ bằng sửa lại sai lầm của quá khứ. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu cuộc đời với bản án trên trán. Nhưng cậu luôn nghĩ đến nó với tâm niệm mình sẽ sống tốt để chuộc lại tội lỗi. Cậu làm việc chăm chỉ tập trung vào hiện tại và sẵn lòng giúp đỡ mọi người với tất cả những gì cậu có thể. Chẳng mấy chốc, cậu đã xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Nhưng hơn cả, mọi người đều vô cùng yêu quý cậu. Ai nấy đều kể về cậu như một người lương thiện, nhân hậu, tử tế. Tuy nhiên, dẫu thời gian có trôi qua, hai ký tự ST vẫn còn in dấu trên trán cậu. Ngày kia, có một thương nhân đến làng tính chuyện bán buôn. Người trong làng giới thiệu thương nhân kia đến gặp cậu. Sau khi làm việc thương thảo, thương nhân rất hài lòng về sự đàng hoàng tử tế toát ra từ phong thái cậu làm việc, cũng như suy nghĩ, lời nói hết sức chân thành, đáng tin cậy. Thương nhân tò mò không hiểu về vết xăm trên trán cậu. Ông lờ mờ cảm thấy có gì đó thật bí ẩn, nên đợi cậu quay về, thương nhân hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai ký tự trên trán cậu. Cụ già suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có thể là thánh nhân, saint. Người phương Tây có câu: Every saint has a past, every sinner has a future. Để nói rằng mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai. Ai cũng có lỗi lầm, nhưng dằn vặt về nó chỉ khiến ta mãi ở lại trong quá khứ. Cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, ta không thể biết chương mới có nội dung gì nếu không chịu lật sang trang. Đừng dằn vặt về những gì đã qua, vì nó không thể nào thay đổi được nữa. Nhưng kẻ tội đồ nào cũng có thể trở thành thánh nhân nếu như biết phản bổn quy chân, không ngừng tu dưỡng bản thân mình để trở nên tốt đẹp, cao cả hơn. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể kiến tạo tương lai. Sống khác đi những gì đã sai lầm là cách duy nhất để bạn thấy thanh thản trong hiện tại." Dodinsky đã từng nói: "Nỗi đau chỉ có thể tồn tại khi nó thiếu vắng sự chấp nhận và tha thứ. Quá khứ
Gần đây tôi đọc được một ví dụ minh họa về suy nghĩ tích cực và tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên. Sự ra đi do căn bệnh hiểm nghèo của vận động viên Arthur Ashe chính là câu trả lời thật giản đơn. Arthur Ashe, vận động viên quần vợt huyền thoại, mất vì căn bệnh AIDS do truyền máu từ cuộc phẫu thuật tim năm 1983. Anh nhận được rất nhiều thư của người hâm mộ trên toàn thế giới. Một trong những lá thư có nội dung như sau: tại sao Chúa lại chọn anh phải chịu một căn bệnh quái ác như vậy? Và đây là câu trả lời của Arthur Ashe. Trên thế giới, 50 triệu trẻ em bắt đầu chơi quần vợt, 5 triệu người tập chơi quần vợt, 500.000 người theo học chuyên nghiệp, 50.000 người tham gia các giải quần vợt, 5.000 người giành được chiến thắng, 50 người vào được giải Wimbledon, 4 người vào bán kết, 2 người vào chung kết. Khi tôi nâng chiếc cúp, tôi không bao giờ hỏi Chúa, sao lại chọn tôi? Why me? Và hôm nay trong đau đớn, tôi cũng sẽ không hỏi Chúa, sao lại chọn. Gửi đến con trai của mình. Con trai thương mến, biết nói gì với một đứa con trai trách nhiệm, thành thật và nhạy cảm đây? Để mẹ bắt đầu bằng cách nói với con rằng mẹ rất tự hào về bản thân con. Con bây giờ sẽ là con trong tương lai. Mẹ tin là như thế khi nhìn con lúc này đây. Con không bao giờ làm mẹ lo lắng, và mẹ luôn thán phục cách con tập trung vào những nhiệm vụ trước mắt. Đôi khi con cần thêm nỗ lực, nhưng như thế không có nghĩa là con cho qua. Đơn giản chỉ là dừng lại nghĩ một chút, như con vẫn nói, và mẹ tôn trọng điều đó. Bây giờ có lẽ là lúc tốt nhất để mẹ kể cho con nghe một bí mật nho nhỏ hồi con còn học lớp 1. Lúc đó con hay hỏi mẹ, liệu con có theo nổi việc học hành không? Liệu con có làm bài thi được không? Liệu con có hoàn thành bài tập không? Con có còn nhớ đồng xu trong chiếc giày và dải ruy băng đỏ trên túi áo con không? Tại sao phải mang hai thứ này mỗi khi có một sự kiện gì đó? Nhớ không? Mẹ nói rằng hai thứ này sẽ tạo ra sức mạnh giúp con vượt qua mọi chuyện. Chẳng bao giờ có phép màu hay sức mạnh nào trong đồng xu và dải ruy băng ấy cả đâu con. Nó luôn luôn ở chính con người con. Khi con tin rằng mình có thể chinh phục được bất cứ thử thách nào trên đường con đi. Giờ đây, con bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Mẹ mong rằng con không bị mất thăng bằng giữa những gì tốt và không tốt. Luôn biết nhìn lại bản thân và gia đình, đặc biệt là các em con. Bọn chúng luôn coi con là anh hùng. Không có gì trong đời là mãi mãi, trừ tình yêu thương con dành cho hai em, cũng như tình yêu thương ba mẹ dành cho con và tình yêu thương của con đối với mọi người. Đừng bao giờ sợ phạm lỗi, mà hãy thử học hỏi từ lỗi lầm của mình. Nếu có chuyện không hay và làm cho con muộn phiền,
hãy để mẹ là người đầu tiên an ủi con, nhắc con rằng một ngày cũng sẽ kết thúc, rồi mọi chuyện sẽ ổn, và ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Nếu khi nào con mệt mỏi, hãy nhìn lại gia đình mình và biết rằng mọi người sẽ...
yêu thương chính mình, tôi chấm dứt ngay việc ăn cắp thời gian của chính mình và cũng dừng việc thiết kế những dự án khổng lồ cho tương lai. Hôm nay, tôi chỉ làm những điều mang đến sự vui tươi và hạnh phúc. Những điều mà tôi muốn làm, những điều giúp cho trái tim tôi ca hát, và tôi thực hiện điều đó theo cách của riêng mình, theo nhịp điệu của riêng tôi. Ngày hôm nay, tôi gọi đó là sự giản đơn. As I began to love myself, I freed myself of anything that is no good for my health. Food, people, things, situations, and everything drew me down and away from myself. At first, I called this attitude a healthy egoism. Today I know it is love of oneself. Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi giải phóng bản thân thoát khỏi bất kỳ điều gì không có lợi cho sức khỏe của tôi. Thức ăn, con người, đồ đạc, tình huống và tất cả những gì kéo tôi xuống và ra xa khỏi chính mình. Trước đây, tôi gọi đó là thái độ của một cái tôi lành mạnh. Hôm nay, tôi gọi đó là yêu thương bản thân. As I began to love myself, I quit trying to always be right. And ever since I was wrong less of the time. Today I discovered that is modesty. Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi từ bỏ việc luôn cố gắng để trở nên đúng, và kể từ đó tôi lại trở nên ít sai hơn. Hôm nay tôi phát hiện ra đó chính là sự khiêm nhường. As I began to love myself, I refused to go on living in the past and worry about the future. Now I only live for the moment, where everything is no longer need to fear arguments, confrontations, or any kind of problems with ourselves or others. Even stars collide. Bạn sẽ có thể kể câu chuyện của mình mà lòng không còn đau, đầu không còn nhức và lệ cũng không còn tuôn rơi. Đó là khi bạn biết quá trình chữa lành đã bắt đầu.
tên dưới sự nuôi dưỡng của một người cha. Cha cậu là một thương gia giỏi và thành đạt. Ông chừng 50 với mái tóc nâu đậm và đôi mắt rậm mày. Ông ăn mặc rất lịch sự nhưng lại hiếm khi mỉm cười. Ông nghiêm nghị, thiếu kiên nhẫn, dễ nổi nóng và rất nhiệt tình. Tất cả những đức tính này góp phần làm nên sự thành công của ông trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng cũng chính những tố chất đó lại khiến ông trở thành một người cha không mấy dễ chịu. Ông lái chiếc Mercedes đời mới nhất và diện những bộ vest lịch lãm nhất. Ông rất giàu có. Vì ông đi công tác liên tục nên rất ít có thời gian bên cạnh cậu bé. Đổi lại, cậu bé được bù đắp bằng những món quà mắc tiền và được học ở trường tư. Đó là cách mà người cha thể hiện tình yêu thương dành cho con trai. Cậu bé thường có bất cứ thứ gì cậu muốn. Rồi cậu bước qua tuổi 22, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nhiều tháng trước, cậu đã nhắm một chiếc xe hơi thể thao màu đen tuyệt cú mèo. Biết cha có thể kham nổi, cậu ngỏ ý với cha. Ngày nào cậu cũng ghé phòng trưng bày ngắm xe. Cậu lái thử, ngửi mùi da của ghế, tưởng tượng cảm giác lần đầu tiên được lái xe về nhà. Cậu chụp nhiều hình chiếc xe và dán lên tường. Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến. Chàng thanh niên chờ tín hiệu rằng cha cậu sẽ tậu chiếc xe cho cậu. Cậu tràn đầy háo hức như một đứa con nít. Cậu chẳng hề lo rằng mình sẽ không có chiếc xe như ý muốn. Cuối cùng, sau những ngày tháng chờ đợi tưởng hết kiên nhẫn, vào sáng tốt nghiệp, người cha gọi cậu vào phòng làm việc của ông. Ông bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế da nâu và nhìn sâu vào mắt con trai. Bà rất tự hào khi có một đứa con trai như con. Và lần đầu tiên ông nói bà yêu con. Cậu con trai thậm chí không nghe hết lời vì mãi nôn nóng chờ đợi món quà của cha. Cậu đã quen với việc nhận những món quà đắt tiền, nên việc cha cậu thể hiện tình cảm với cậu dường như quá xa lạ. Cuối cùng, người cha đưa cho con trai một chiếc hộp được gói rất đẹp. Cậu con trai như nín thở mở hộp quà, giật mờ chiếc xe hơi như nhảy nhót trước mặt cậu. Khi mở hộp, cậu thấy một cuốn sách có tựa "Hãy thử nghiệm ước mơ". Quá thất vọng đến mức sốc, cậu ném cuốn sách xuống sàn nhà. Tức giận, cậu nói như quát vào mặt cha mình: "Với tất cả tiền của ba tặng con cuốn sách này ư?" Và lao nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại cuốn sách. Cậu lập tức rời nhà và đi theo con đường của cậu. Nhiều năm trôi qua, chàng thanh niên ấy trở thành một doanh nhân thành đạt như cha cậu. Cậu cũng nghiêm khắc và thiếu kiên nhẫn với con cái như cha cậu đối với cậu. Cậu có một ngôi nhà xinh xắn ở miền quê. Ngày nọ, cậu bỗng nhận ra rằng cha cậu đã già và có lẽ cũng nên về thăm cha. Cậu không gặp lại cha kể từ ngày tốt nghiệp. Họ không trao đổi với nhau lời nào từ dạo ấy. Cha cậu thậm chí còn chưa nhìn được mặt cháu. Dù người con trai quyết định phải gặp cha, nhưng cậu cứ chần chừ. Nhiều lần cậu bước tới bên điện thoại, nhấc lên, ngồi xuống trên chiếc sofa bằng da trong phòng khách, quay máy, nín thở và run. Nhưng trước khi chuông reng, cậu lại tắt máy. Chuyện này cứ lặp lại nhiều tuần, cho đến một ngày cậu nhận được bức điện tín báo rằng cha cậu đã mất và để lại toàn bộ gia tài cho cậu. Cậu cần phải về nhà để giải quyết mọi chuyện. Khi đến trước cửa nhà cha, tự dưng một nỗi buồn và hối tiếc xâm chiếm lấy cậu. Cậu bước vào phòng làm việc của cha, nơi lần cuối cùng hai cha con nói chuyện, bồi hồi nhớ lại những lời cuối cùng cha cậu nói. Cậu bắt đầu lục tìm những thứ giấy tờ quan trọng của cha cậu, và trong một ngăn kéo, cậu thấy cuốn sách ngày nọ vẫn còn mới tinh nằm ở trong đó. Cậu ngồi xuống chiếc ghế mà cậu đã ngồi trong nhiều năm trước đây, nhớ lại tình huống chia cắt hai người. Nước mắt lăn dài trên má, cậu đọc tựa sách "Hãy thử nghiệm ước mơ". Cậu mở cuốn sách ra, bắt đầu lật từng trang. Sau trang thứ ba, cậu thấy một cái lỗ trong sách với chiếc chìa khóa xe hơi. Chìa khóa có đính tên đại lý, giống tên đại lý sở hữu chiếc xe thể thao màu đen cậu ước mơ ngày nào. Trên đó cũng ghi rõ ràng ngày tháng cậu tốt nghiệp cùng với dòng chữ: "Với tất cả tình thương dành cho con trai yêu quý mà ba rất tự hào hôm nay".
bài học ở đây là gì? Nhiều lần trong đời chúng ta phán xét những người chúng ta từng gặp và những điều chúng ta từng trải qua trong đời chỉ vì họ hoặc chúng không thể hiện như chúng ta mong muốn. Chúng ta có những lựa chọn khắc nghiệt dựa trên sự hiểu lầm hoặc đơn giản là vô tình, và để cho cảm xúc xuất phát từ đó dẫn đường. Hãy dừng lại và nghĩ kỹ trước khi bạn đưa ra những kết luận toàn diện về một con người hay một tình huống nào đó. Và quan trọng nhất, hãy học tha thứ cho bản thân và cho người khác trước khi quá muộn. Mình Đi Liều đã từng nói rằng: "Tôi không van xin ai yêu tôi. Từ lâu tôi đã hiểu rằng chỉ là vô ích khi van xin trong vô vọng để ai đó ở lại. Tôi đủ tốt để khỏi cần phải bám theo ai không hiểu được giá trị của tôi. Tôi chẳng cần phải đấu tranh mạnh mẽ vì điều đó. Tôi không có thời gian để chỉ ra cho ai đó giá trị của mình. Chả việc gì phải vậy. Tôi xứng đáng hơn thế." Câu chuyện số 13. Tôi cảm thấy bất an đã hơn một năm nay. Tôi bắt đầu bước qua tuổi 40. Tôi là một người sống trong chuẩn mực và lúc nào cũng muốn mọi chuyện phải thật hoàn hảo. Tôi mất mẹ năm 16 tuổi và chưa bao giờ than khóc vì điều đó. Tôi luôn muốn mình mạnh mẽ, làm việc gì ra việc đó và thành công. Tôi rời gia đình và định cư ở một đất nước khác. Giờ đây, tôi đang có một gia đình và công việc tốt, nhưng vẫn luôn cảm thấy lo lắng về mọi chuyện trong cuộc sống. Tôi không thể chấp nhận rằng mình có vấn đề gì đó không ổn. Tôi luôn tìm thấy chuyện gì đó để lo lắng và trở nên bồn chồn một cách vô cớ. Tôi bị ám ảnh rằng mình có nhiều chuyện cần phải giải quyết và trở nên bất an về chúng. Giờ đây, tôi đang cố chấp nhận hoàn cảnh và sống vui với nó. Khi chúng ta chấp nhận mình là mình và có được cảm giác yên ổn trong lòng, điều đó chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt cho bản thân. Nếu bạn sắp làm gì, hãy làm đi. Nếu bạn bảo bạn sắp đi đâu, hãy tới đó. Nếu bạn cảm thấy điều gì, hãy nói ra. Nếu bạn không thể, không làm và sẽ không làm, thì hãy đừng nói dối. Nói trước sự thật với người khác luôn là tốt hơn. Đừng chơi trò đau tim hại não người khác. Đừng nói một nửa sự thật và trông đợi người ta sẽ tin mình khi sự thật không được nói hết. Nói một nửa sự thật chẳng khác gì bạn nói dối. Hãy nhớ rằng tình yêu và tình bạn thì đừng gây tổn thương cho nhau. Nói dối, phản bội, đối xử tệ với cảm xúc và tình cảm người khác sẽ làm tổn thương. Đừng bao giờ chà đạp lên cảm xúc của người khác khi bạn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình. Hãy luôn bao dung và chân thật. Hãy giữ lời hứa và luôn nói thật. Câu chuyện số 14. Nhiều lần trong đời, chúng ta thường ít chú tâm đến điều quan trọng nhất trong cuộc sống mà chỉ chuyên tâm đến những thứ mà ta tưởng là quan trọng hơn. Câu chuyện này đây là một minh họa. Cách đây vài mùa hè, một người đàn ông quyết định đưa vợ và cô con gái nhỏ 5 tuổi đi cùng trong chuyến đi của ông tới một nơi nổi tiếng có nhiều loài cỏ lạ. Mấy tháng nay, ông đang tìm việc làm và chuyến đi này là để được trưởng phòng nhân sự của một công ty rất có tiếng phỏng vấn. Tương lai rất hứa hẹn vì khả năng nhận được mức lương theo thỏa thuận sẽ đảm bảo cho gia đình ông đầy đủ tài chính lâu dài. Khi gia đình nhỏ tới nơi, trước sự ngạc nhiên của họ, khách sạn họ sẽ ở nằm trên một bãi biển rất đẹp, tuyệt vời hơn những gì mà họ có thể hình dung. Họ nhanh chóng thay đồ tắm, mang khăn, dù, ghế, tiến ra phía biển màu xanh lam trải dài trước mặt. Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau nô đùa, bơi, xây lâu đài trên cát. Thật là một ngày tuyệt vời. Sáng hôm sau, khi hai mẹ con vẫn đang còn ngủ,
người cha xuống chỗ uống cà phê bên ngoài khách sạn để tham dự cuộc phỏng vấn. Háo hức thêm chút bồn chồn, ông gặp trưởng phòng nhân sự và họ cùng nhau thảo luận. Ở khách sạn, hai mẹ con thức dậy và sau khi ăn sáng, họ chuẩn bị ra biển. Chơi cát một hồi, cô bé nói với mẹ cô bé muốn đi vệ sinh. Cô bé nói đã biết chỗ và sẽ tự đi rồi trở về ngay. Trên đường tới đó, cô bé trông thấy một hàng rào bằng dây xích có đính một tấm bảng có in hình trên đó. Đó là bức hình một chiếc sọ màu đen có gạch chéo nằm trong một vòng tròn viền đỏ. Phía bên kia hàng rào là một hồ nước xanh. Cô bé chưa từng thấy hồ nước nào xanh như thế và được phủ bởi một lớp màu xanh như cỏ bốn lá. Cỏ bốn lá là điềm may, cô bé nghĩ. Mình sẽ leo qua hàng rào, bơi vào trong đó và người mình từ đầu tới chân sẽ xanh lè. Cô bé leo qua hàng rào và đắm mình trong chất nhớt đó, cả người cô như nhuộm xanh. Wow, vui quá, mình hẳn là cô bé may mắn nhất trên đời. Rồi bỗng nhiên, cô bé nhoẻn miệng cười, cô nghĩ ra một kế hoạch lạ lùng. Trên biển, mẹ cô thấy con gái đi đã lâu chưa về, trở nên bồn chồn, đứng dậy đi tìm con. Nỗi sợ hãi tăng dần từng phút khi bà chạy kiếm quanh mà không thấy bóng dáng con gái đâu. Không ai thấy con bé cả. Bất ngờ, bà nghe một tiếng hét rồi trông thấy cô con gái đang đứng trước hàng rào ngăn chiếc hồ nhiễm xanh. Cô bé hét lên và tạo ra những âm thanh lạ lùng ma quái khiến tim người mẹ giật thót. Khi người mẹ gọi tên cô bé làm như không nghe mẹ gọi và cắm đầu cắm cổ chạy về phía khu vực ăn uống của khách sạn. Ở chỗ sảnh cà phê, cuộc phỏng vấn tiến triển theo chiều thuận lợi cho người cha. Nỗi háo hức và chờ đợi tăng dần qua cuộc thảo luận tương lai vào làm một công ty với vị trí tốt thật hứa hẹn. Bỗng người cha nghe sau lưng tiếng vợ đầy vẻ sợ hãi gọi tên con gái, và đứa con gái cũng đang la hét kinh hoàng chạy lại về phía ông. Còn ông trưởng phòng nhân sự thì nét mặt lộ đầy vẻ khiếp sợ, dường như không tin nổi vào mắt mình khi thấy một sinh vật đang tiến nhanh về phía sau người ông đang nói chuyện. Từ phía sau, sinh vật xanh lè tấn công chớp nhoáng vào người cha, ôm chặt như muốn siết gãy xương, rồi quay qua phía ông trưởng phòng nhân sự, hắt vấy những mảng nhớt xanh qua bộ vest hiệu Taylor của ông ta. Sinh vật bất thường này bắt đầu hôn lấy hôn để và lặp đi lặp lại rằng: "Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta là quái vật tình yêu đây." Ông trưởng phòng nhân sự lúc này giận điên lên, nạt lớn vào cô bé: "Thôi đi, đủ rồi. Thời gian của ngươi đã hết." Rồi ông to tiếng với người cha: "Nói con gái của ông thôi ngay trò này đi. Thời gian của nó đã hết và hãy để chúng ta yên." Với tất cả tình yêu thương, người cha cúi xuống mỉm cười với quái vật tình yêu, bồng con bé lên trên tay và nói với ông trưởng phòng nhân sự: "Xin lỗi ông, nhưng thời gian của ông đã hết." Và trong lúc vẫn bồng con gái trên một cánh tay, ông nắm tay vợ, người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới quay lưng bước đi. Bạn phải học kiên nhẫn. Kiên nhẫn với chính mình và với mọi người xung quanh. Bạn phải học để chậm lại, dành thời gian để hít thở, để lưu tâm, để hiểu rõ những gì mình đang có. Hãy tin rằng khi bạn cần câu trả lời thì vũ trụ sẽ gửi tín hiệu và nó sẽ hiện ra rõ ràng. Bạn sẽ biết điều gì cần nói, cần làm, cần cho đi. Tin vào bản thân mình và cuộc sống mình đang nắm giữ, tin rằng bạn có khả năng và hiểu khả năng mình ngang đâu. Hãy cho bản thân không gian và thời gian để làm điều đó. Câu chuyện số 15. Năm tôi 8 tuổi, mẹ phạt tôi bằng cách không nói chuyện trong một ngày. Tôi muốn từ bỏ. Năm tôi 15 tuổi, tôi đánh nhau với bạn thân và cậu ấy không thèm nói chuyện với tôi. Tôi đã cứa tay mình. Năm tôi 16 tuổi, tôi muốn tham dự một buổi tiệc trên biển. Mẹ không cho phép. Tuy nhiên tôi vẫn đi. Mẹ phát hiện ra và tôi muốn tự tử. Năm tôi 18 tuổi, liều lĩnh và cá tính, tôi chụp hình cho một người bạn trong một gia đình Ấn Độ. Ba mẹ tôi không thích. Cuộc sống thật nặng nề
và tôi nghĩ chết có khi lại tốt hơn. Cách nhìn cuộc đời của tôi thay đổi từ khi tôi bước vào tuổi 19. Tôi bị tai nạn xe hơi, bị chấn thương nặng, nhưng tôi muốn sống tiếp. Tôi phẫu thuật ở bàng quang. Vài tháng sau khi mổ, mỗi khi đi tiểu tôi cảm thấy rát buốt, nhưng tôi muốn sống tiếp. Cho tới năm 21 tuổi, tổng cộng tôi phải trải qua 5 lần phẫu thuật lớn suốt 21 năm. Nhưng tôi muốn sống tiếp. 3 năm qua, khi tôi vẫn còn đang phải chờ hồi phục, bạn bè tôi đã tiến xa hơn trong học tập, công việc. Tôi đã 21 và tôi chưa lấy được tấm bằng nào, nhưng tôi muốn sống tiếp. Khi đối mặt với cái chết, tôi nhận ra rằng sống thì tốt hơn nhiều. Vâng, có cả tỷ chuyện trong cuộc sống, nhưng mỗi chuyện rồi cũng như một đám mây trôi qua. Chúng ta chỉ cần vững chí. Tôi nhận ra rằng cuộc đời tôi không phải chỉ của tôi, và khi đó tôi muốn sống không phải cho bản thân mình mà còn cho người khác. Khi bạn sống trong một hành tinh 7 tỷ người, bạn kết nối với tất cả: gia đình, bạn bè, người quen, người hâm mộ, xã hội hoặc một ai đó. Từ bỏ cuộc sống của bạn thì giống như một sự trừng phạt dành cho họ, nhưng không phải do lỗi lầm của họ. Áp lực, công việc, căng thẳng, đớn đau thể xác, đau khổ tinh thần, bị phản bội, ai ai cũng gặp. Thật sự, chúng ta cần những điều như vậy trong cuộc sống để trở thành một phiên bản tốt hơn của mỗi chúng ta. Càng tôn trọng sự chọn lựa cá nhân, tự tử chỉ là một hành động hèn nhát. Bạn cảm thấy bạn muốn phá vỡ, hãy tự tìm cách lắng dịu mình, không gây thương tổn cho bản thân. Hãy thử tập yoga, nghe nhạc, khiêu vũ, trò chuyện với bạn bè, hoặc làm bất cứ điều gì bạn thích. Khi tôi buồn thì tôi viết, khi bạn vui thì bạn hát, ví dụ như vậy. Dù là chuyện gì, phải có lối thoát. Sẽ luôn luôn có ánh sáng cuối đường hầm, và mọi người, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Sau đây là 10 lựa chọn mà bạn có thể sẽ hối tiếc trong 10 năm tới. Hãy cùng Phố Radio liệt kê ra nhé. Thứ nhất, mang mặt nạ để gây ấn tượng với người khác. Nếu khuôn mặt bạn luôn thể hiện ra bên ngoài là một chiếc mặt nạ, một ngày nào đó sẽ chẳng có gì bên dưới cả. Bởi vì khi bạn mất nhiều thời gian tập trung vào quan điểm của người khác về bản thân mình, hay ai đó muốn bạn phải thế này thế nọ, rồi sẽ tới lúc bạn quên mất mình thật sự là ai. Vì vậy, đừng sợ những phán xét của người khác về mình. Tự tâm bạn biết mình là ai và những gì là thật với mình. Bạn không cần phải hoàn hảo để gây ấn tượng và hứng thú cho người khác. Hãy để họ ấn tượng và cảm hứng qua cách bạn xử sự với sự không hoàn hảo của chính mình. Thứ hai, để người khác tạo ra giấc mơ giùm cho bạn. Thử thách lớn nhất trong đời là khám phá ra bạn là ai. Thử thách lớn thứ hai là vui với những gì mình tìm thấy. Điều quan trọng là liệu bạn có quyết định sẽ chân thực với mục tiêu và ước mơ của mình không? Ai đó không đồng ý với bạn? Tốt, như thế nghĩa là bạn đang đứng trên mặt đất của bạn và bước đi trên con đường của bạn. Đôi khi bạn làm nhiều chuyện mà người khác cho là điên rồ, nhưng nếu bạn thấy hứng thú bất chấp thời gian, nghĩa là bạn đã đang lắng nghe theo chính con tim mình, theo lý trí của mình. Nếu như thành công thì xin chúc mừng bạn, còn nếu như chưa thật sự thành công thì đó sẽ là một trải nghiệm đáng giá, phải không? Thứ ba, chơi với người luôn có suy nghĩ tiêu cực. Đừng để người xấu tính ảnh hưởng tới bạn, đừng để cho họ làm bạn bị lây. Họ không thể bóp cò nếu bạn không đưa cho họ khẩu súng. Khi bạn nhớ rằng giữ một người bạn tiêu cực là một lựa chọn chứ không phải là một nghĩa vụ, thì bạn sẽ tự giải thoát được cho chính mình. Bạn sẽ giữ lại lòng thương yêu thay vì sự giận dữ, giữ tính rộng rãi thay cho thói tham lam, giữ sự kiên nhẫn thay cho nỗi lo lắng.
Ba ơi, nhìn chuồng súc vật kìa, mày như đang vần quanh tàu. Cặp vợ chồng nhìn chàng trai trẻ với vẻ không đồng tình. Lúc này trời bắt đầu mưa và vài giọt nước rơi xuống tay chàng trai. Đầy vui mừng, cậu nhắm mắt và lại la to: Ba ơi, xem này, trời mưa, nước mưa rơi trên tay con, nhìn này ba. Cặp vợ chồng không nhìn được nữa, họ quay sang hỏi người đàn ông: Sao ông không đưa cháu đi bác sĩ và cho nó theo chữa trị đi? Ông đáp: Vâng, chúng tôi vừa từ bệnh viện về đây, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên con tôi nhìn thấy được ánh sáng trong đời. Bài học là gì? Bài học ở đây là đừng vội kết luận khi bạn chưa biết hết ngọn nguồn câu chuyện. Hãy tiễn những lời biện hộ lên đường. Đó là những thứ khiến bạn mắc kẹt trong quá khứ, vốn không thể thay đổi, trong khi tương lai thì không thể đoán trước. Hãy từ bỏ những chiếc bánh xe phụ, những bức tường vô hình bao quanh bạn, giữ bạn lại trong vùng nước cạn quen thuộc và an toàn. Câu chuyện thứ 26. Một thầy giáo kinh nghiệm đã quá mệt mỏi với những lời kêu ca từ người tập sự. Đã tới lúc phải dạy cho cậu ta một bài học. Sáng nọ, ông bảo cậu ta đi lấy muối. Khi trở về, ông bảo cậu bỏ nạm muối vào trong một ly nước rồi uống. Vị ra sao? Ông hỏi. Dạ, mặn đắng ạ. Cậu tập sự trả lời. Ông cười rồi nói cậu tập sự mang nắm muối tương tự và bỏ vào trong cái hồ. Hai người đi bộ trong im lặng đến bên hồ và người tập sự lại ném nắm. Biết họ là ai. Hãy can đảm làm những gì bạn biết để nâng cao bản thân, đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới. Đừng chần chừ, vì bạn xứng đáng. Câu chuyện thứ 27. Một người đàn ông đang khám phá hang động trên bãi biển. Trong một cái hang, ông ta tìm thấy một chiếc túi vải, trong đó chứa đầy những hòn đất sét đã khô cứng. Có vẻ như ai đó đã vo tròn những hòn đất sét và phơi dưới nắng cho khô. Nhìn cũng vui mắt nên ông ta nhặt cái túi và đem ra khỏi hang.
Khi đang đi dọc bãi biển, ông ta ném từng hòn một xuống biển. Ông ta hầu như ném một cách vô thức, cho tới khi đánh rơi một hòn xuống và nó bể, lộ ra một viên đá rực rỡ và quý giá. Quá phấn khích, ông ta bắt đầu đập bể những hòn còn lại và khám phá ra rằng mỗi hòn đều chứa viên đá quý như nhau. Ông ta kiếm được hàng ngàn đô la khi bán 20 viên đá còn lại, và sững người khi nghĩ lại việc mình đã ném xuống biển chừng 50-60 hòn đất sét giấu trong mình những viên ngọc và đã lỡ cơ hội kiếm được một số tiền lớn. Cũng như thế với con người, khi nhìn thấy ai đó, thậm chí cả bản thân mình, chúng ta thường thấy lớp vỏ đất sét bên ngoài mà không nhìn thấy sâu bên trong. Lớp vỏ đất sét không đẹp hay lấp lánh gì nên chúng ta thường coi nhẹ. Chúng ta thường xem nhẹ những người có vẻ bề ngoài không sang trọng, có phong cách, nổi tiếng hay giàu có. Nhưng chúng ta không có thời gian để tìm ra kho báu thật sự được giấu bên trong con người họ. Ai cũng là độc nhất, là duy nhất, luôn có kho báu trong mỗi con người. Nếu hỏi Thượng Đế chỉ cho ta thấy con người đó theo cách Ngài thấy, thì lúc đó lớp đất sét sẽ được bóc ra và viên ngọc lấp lánh sẽ tỏa sáng. Cầu mong cho chúng ta không bỏ lỡ kho báu này trong quan hệ bạn bè, bởi vì ngọc đang được giấu trong đất sét. Chỉ vì ai đó chối từ bạn không có nghĩa là bạn chối từ luôn cả bản thân mình. Chỉ vì ai đó thiếu tôn trọng với bạn hoặc đối xử không tốt với bạn không có nghĩa là mọi người đều như thế với bạn, và cũng không có nghĩa là bạn hành xử y lại như vậy với họ. Sự thật là cách người khác đối xử với chúng ta không liên quan gì đến chúng ta, chỉ là họ với cuộc chiến, sự bất an và giới hạn của chính họ mà thôi. Bạn đừng bao giờ để cho phán xét của người khác trở thành con người thật của mình. Bạn không thể kiểm soát được những gì người khác nói cũng như cách họ hành xử, nhưng bạn luôn chọn được cách đối xử với chính mình, với họ. Bạn có thể chọn giao du với ai và để cho ai đó rời khỏi danh sách bạn bè của mình. Và bất chấp hoàn cảnh nào, bạn vẫn có thể chọn tin tưởng vào chính mình và giá trị của mình. Bởi vì vào cuối ngày, cố gắng để làm hài lòng người khác sẽ khiến bạn kiệt sức. Dù bạn có thay đổi ra sao hoặc trở thành người như thế nào, thì luôn có những người không ủng hộ bạn. Do đó, thay vì dồn hết năng lượng để trở thành người như người khác muốn, hãy cho phép bản thân được thật sự là chính mình đi, và hiểu rằng bạn là ai, vậy là đủ rồi. Người tâm đầu ý hợp sẽ tìm ra con đường đến với cuộc đời bạn. Đó là những người sẽ yêu thương và chấp nhận con người thật sự của bạn với tất cả tấm lòng vô điều kiện. Họ là những người ý nghĩa với bạn. Còn lại thì nên buông bỏ. Câu chuyện thứ 28. Lần nọ, Đức Phật đi hành hương cùng với các đệ tử. Cuộc hành hương chỉ mới bắt đầu vài ngày. Họ đi ngang qua một hồ nước và Đức Phật nói với đệ tử: "Ta khát quá, hãy xuống hồ mang cho ta ít nước lên đây." Đệ tử xuống hồ và thấy người ta đang giặt áo quần ở trong hồ, rồi một chiếc xe bò lội ngang qua hồ. Nước trở nên đục ngầu. Anh ta quay trở về và thưa với Đức Phật: "Dạ, nước ở trong hồ bẩn lắm, con nghĩ là không uống được." Nửa giờ sau, Đức Phật lại kêu người đệ tử hồi nãy trở lại hồ để lấy nước. Người đệ tử ngoan ngoãn trở lại hồ. Lần này anh ta thấy nước hồ trong veo, bùn đã lắng xuống và nước bên trên có thể dùng để uống. Anh ta múc một ít mang về cho Đức Phật. Đức Phật nhìn vào ca nước và rồi Ngài ngẩng đầu lên nói với đệ tử: "Hãy xem vì sao nước trong như vậy. Con cứ để tự nhiên và bùn sẽ tự nó lắng xuống, rồi con sẽ có nước sạch. Tâm hồn con cũng như thế. Khi bị khuấy động, cứ để tự nhiên như thế. Chờ thêm ít thời gian, bùn sẽ tự lắng xuống. Con không cần bất cứ nỗ lực nào để làm nó lắng dịu cả. Nó sẽ tự lắng dịu."
Đức Phật có nói: sự an lạc trong tâm hồn là một quá trình không cần nỗ lực nào. Khi ta có được sự an lạc bên trong, điều đó sẽ tỏa ra bên ngoài, nó sẽ lan tỏa quanh ta và nơi ta sống. Câu chuyện thứ 29. Sau khi thắng một vài cuộc thi bắn cung, nhà vô địch trẻ và khá kiêu ngạo thách đấu bậc thầy nổi tiếng về tài bắn cung. Anh thanh niên đã thể hiện trình độ kỹ thuật tuyệt hảo khi bắn trúng ngay chính tâm trong lần bắn đầu tiên và hai mũi tên cùng trúng đích trong lần bắn thứ hai. Rồi, anh ta nói với bậc cao thủ, coi coi liệu ông có bắn trúng hay không. Im lặng, vì cao thủ già không dương cung mà nhẹ nhàng bảo chàng thanh niên theo ông lên núi. Tò mò về ý định của đồng nghiệp đi trước, nhà vô địch theo chân ông lên núi cho tới khi họ tới một vực sâu đầy cây cối. Bình tĩnh bước qua giữa cây cầu không mấy chắc chắn và lung lay, vị cao thủ già nhắm một ngọn cây phía xa, dương cung, trúng phốc. Bây giờ tới lượt cậu, ông nói và nhẹ nhàng đứng sang một bên, nhìn chăm chăm đầy kinh sợ vào vực sâu như vô đáy phía dưới. Chàng trai trẻ còn không dám bước tới, nói gì đến việc dương cung. Cậu có nhiều kỹ năng với chiếc cung, bậc cao thủ nói, cảm nhận được sự khó xử của người thách đấu. Nhưng cậu thiếu kỹ năng về tinh thần bắn cung. Tài năng thật sự là khi có thể áp dụng những kỹ năng của bạn trong tình huống bất lợi nhất, không sợ hãi, nhụt chí hay nghi ngờ. Qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ sống có một lần, không có cơ hội được sống lại lần thứ hai chính vào cuộc đời này. Lập kế hoạch cuộc đời mình rất quan trọng, nếu không bạn chỉ mãi trôi theo một dòng chảy mặc định. Khám phá bản thân, giá trị, nhu cầu của bạn và nơi bạn sẽ tìm được sự toại nguyện trong cuộc sống. Khám phá những ước mơ của bạn, suy nghĩ thật kỹ về những điều bạn muốn làm trong cuộc đời, những chọn lựa làm nên cuộc đời bạn, tập trung vào những ước mơ quan trọng nhất, đề ra những mục tiêu lớn, đặt ra những mục tiêu để đạt được giấc mơ của mình, tạo ra thành công, lên kế hoạch để việc đạt mục tiêu trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của bạn. Không nên mất thời gian để hối tiếc quá khứ một cách vô ích hoặc than phiền về những thay đổi khiến ta khó chịu, vì thay đổi là sự tất yếu của cuộc sống. Sẽ luôn luôn có một tình huống, một hoàn cảnh nào đó trong đời mà chúng ta cần phải vượt qua. Luôn luôn, đó chỉ là một sự kiện trong đời. Chúng ta không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể làm chủ được phản ứng của mình trước những gì xảy ra với thái độ của mình. Chúng ta có thể làm chủ được thái độ, chọn lựa và quyết định. Đừng làm mình bị tê liệt vì những nỗi đau người khác mang đến. Hiểu giá trị của mình, bạn có sức mạnh bên trong để ngẩng cao đầu, vậy thì hãy làm điều đó đi. Hiểu rằng bạn không làm chủ được phản ứng của người khác, bạn chỉ làm chủ được hành động và phản ứng của mình. Hiểu rằng dù bạn có đau khổ thì bạn vẫn có khả năng kiểm soát cảm xúc để biến mọi thứ xung quanh theo cách bạn suy nghĩ. Trong cuộc sống, bạn có thể làm chủ được cách ứng xử, tinh thần, niềm tin, suy nghĩ, quyết định của mình. Nhớ, luôn luôn nhớ rằng điều này sẽ mang đến sự tự do cho bạn, được là chính mình để sống cuộc đời của chính mình. Không ai, hoặc bạn không được để cho ai lấy mất những điều đó từ bạn. Đó là sức mạnh của bạn, đó là năng lực của bạn. Điều đó phụ thuộc vào bạn chứ không phải là một ai khác. Hãy sở hữu nó, làm chủ nó đi, làm chủ cuộc đời của mình đi. Và cũng đừng bao giờ thôi mơ, đừng bao giờ thôi tin, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù khó khăn đến đâu, mọi thứ cũng chỉ là bề ngoài. Chúng ta đừng bao giờ để cho thử thách và nỗi đau
khó khăn và vật cản ngăn chúng ta không đạt được tiềm năng của mình, cũng như đừng để những điều đó làm ta nản lòng mất hết hy vọng. Ai cũng có thể trốn chạy, điều đó quá ư dễ dàng. Đối diện khó khăn và giải quyết chúng, đó mới chính là điều khiến cho chúng ta mạnh mẽ. Bạn sẽ hiểu rằng mình đã quyết định đúng khi bạn thấy bình an trong lòng. Đừng nghe theo những gì người khác bảo bạn phải làm. Hãy bắt đầu lắng nghe trái tim mình. Chỉ có vài người trong đời thật lòng với bạn thôi, và bạn hãy là một trong số họ. Hãy lắng nghe tiếng nói con tim, tâm hồn của chính mình. Quá nhiều người đã nghe lời của người khác thay vì của chính họ. Tận sâu trong lòng, bạn hiểu được bạn muốn gì. Đừng để ai khác quyết định thay cho bạn, cho cuộc đời bạn. Hãy hứa với bản thân phải mạnh mẽ, để không có gì làm xáo động sự bình yên trong tâm hồn bạn. Hãy nhìn mặt tươi sáng của mọi vật và biến niềm lạc quan của bạn thành hiện thực. Hãy chỉ nghĩ về điều tốt đẹp nhất, phấn đấu cho điều tốt đẹp nhất và mong chờ điều tốt đẹp nhất. Hãy sống bằng niềm tin rằng cả thế giới sẽ luôn bên bạn khi bạn sống thật với những điều tốt đẹp nhất trong con người bạn. Hãy luôn là chính mình, luôn có thứ bạn có thể làm tốt hơn người khác. Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong và can đảm nghe theo. Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó, và điều tiếp theo là dừng lại. Hãy để họ tự lo liệu. Hãy bỏ đi, hãy rời khỏi. Không phải như thế nghĩa là bạn từ bỏ, cũng không phải bạn không cố gắng, mà điều đó có nghĩa là bạn phải định ra được giới hạn của sự kiên định và sự thất vọng. Điều gì thật sự của bạn cuối cùng cũng sẽ thuộc về bạn, và điều gì không thì dù bạn có cố gắng nhiều mấy đi nữa cũng sẽ không thuộc về bạn. Bạn chắc hẳn từng nghĩ rằng bước từng bước nhỏ thì trông có vẻ tầm thường. Sai. Bước từng bước nhỏ theo đúng hướng thì tốt hơn là đứng yên. Tiếp tục tiến tới và bạn sẽ vượt qua những chướng ngại vật mà đã từng đánh bại bạn trước đó. Cho dù bạn chưa thấy được hiệu quả ngay tức thì đừng vội bỏ cuộc. Bởi vì mỗi bước đi của bạn sẽ tiến về phía mục tiêu vẫn đang tác động đến bạn bằng những cách bạn không bao giờ tưởng tượng ra. Một cuộc đời ý nghĩa không phải là giàu có, nổi tiếng, học hành cao và hoàn hảo. Một cuộc đời ý nghĩa là sống thật với bản thân, nhún nhường, chia sẻ bản thân và quan tâm tới mọi người. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể sống một cuộc đời mãn nguyện, hạnh phúc và trọn vẹn. Cũng như vậy, sự bình an trong tâm hồn là một giá trị quan trọng. Bạn sẽ biết mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn còn nhận ra rằng bạn được yêu thương, cho dù bạn có làm gì. Bất cứ lúc nào bạn còn cảm thấy mình phải biết tri ân những ân sủng của người khác đã dành cho bạn. Và bất cứ lúc nào bạn còn cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của người khác. Hãy coi trọng niềm vui. Bạn sẽ biết rằng mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn cảm thấy vui vẻ. Đi làm mà tâm trạng vui vẻ như đi chơi. Và bất cứ sáng nào bạn thức giấc mà lòng còn cảm thấy biết tri ân những ân sủng mà bạn đã nhận được, những cái đẹp quanh bạn và những con người trong đời sống của bạn. Hãy xem trọng sức khỏe. Bạn sẽ biết mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn đối xử với thân thể của mình bằng một thái độ tôn trọng và mến yêu. Như Đức Dalai Lama đã nói rằng: "Tôi đoán rằng cốt lõi của vấn đề là chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, và điều duy nhất chúng ta thật sự có là ngay lúc này đây. Vì vậy, đừng tức giận quá lâu. Học cách tha thứ, yêu hết lòng, tận hưởng niềm vui, sống theo cách bạn muốn. Đừng lo lắng rằng người khác không thích bạn, vui với những người thích bạn. Mỗi ngày, hãy thức dậy với ý nghĩ rằng hôm nay tôi thật may mắn thấy mình còn được sống trong cuộc đời này. Tôi có một cuộc đời quý giá, tôi sẽ không lãng phí nó. Tôi sẽ dùng toàn bộ năng lượng để phát triển bản thân, trải lòng với mọi người. Tôi sẽ nghĩ tốt về người khác. Tôi sẽ không nổi giận hay nghĩ xấu về người khác. Tôi sẽ giúp đỡ người khác hết sức mình. Ta không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng ta có quyền được chọn cách mình sống."